Vâng, mình chào quý vị cùng các bạn. Thì hiện tại một cái xu hướng thời đại khi mà chơi cây rất phát triển, thì làm thế nào mà để cây tồn tại, và khi làm thế nào mà để anh em đầu tư vào mà nó có những cái sự kinh doanh một cách là có chiều sâu và thắng lợi, là làm thế nào để phát triển được cây và có những cái sự bền vững trong đầu tư cây cảnh. Thì bonsai Đình Vượng đang có mặt tại nhà anh Minh Dưỡng. Thì đây là cũng là một cái minh chứng cho thấy cái vườn cây của anh bây giờ ít nhưng chất lượng, và tại sao nó tồn tại mãi mãi và nó bền bỉ, và nó một cái kênh đầu tư rất an toàn. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng đến tham quan vườn cây của anh Minh Dưỡng và đồng hành với anh Minh Dưỡng để chia sẻ những cái kinh nghiệm quý báu và cách xu hướng thời đại chơi cây của những năm 2024 trở đi. Em chào anh Dưỡng nhé. Chào bọn bonsai Đình Vượng. Dạ. Chào quý vị các bạn. Thì em qua đi tất cả từ Bắc vào Nam, vừa rồi em cũng đi một vòng. Thì tất cả các anh em yêu cây trên cả nước và đi tham quan một vòng thì về đến vườn anh. Thì em thấy cái vườn của anh rất là nhiều những cây quý và chất lượng. Và từ những cái lúc bắt đầu chơi và khởi điểm, thì đến bây giờ em lại thấy anh là một cái người có lối đi riêng. Đó là đi vào những cái cây quý, cây chất lượng, và đến bây giờ nó tồn tại và bền, phải nói là bền vững. Thì anh có thể chia sẻ cho anh em yêu cây trên cả nước cái xu hướng thời đại chơi cây để bền vững sau này không anh? Thôi thì nhân tiện Đình Vượng về đây quay thì một góc độ nào đó chia sẻ về cái kinh nghiệm chơi cây. Cái quan điểm của mình thì cũng như mọi người đây, khi vào đam mê yêu cây cũng như một bà như một tờ giấy trắng. Khi bước vào cây thì ai cũng thế thôi, đều có thể là nghĩ là đầu tiên là xuất phát điểm yêu. Yêu thích xong đến yêu. Yêu xong rồi đam mê. Đam mê xong rồi đến chinh phục, xong rồi muốn đến đam mê và chinh phục. Thế thì ngoài cái ra thì ai cũng mới vào, nhất là những người mới vào ấy, thì mình cũng không tránh khỏi được cái điều là đầu tiên thì thích mua những cái cây, rất nhiều cây và rất là nhiều phôi. Và hai nữa là ai cũng tâm lý con người thì ai thế thôi, đều muốn mua nó an toàn và cứ thích mua được nhiều cây và giá cả hợp lý, rẻ là ai cũng thích. Nhưng sau khi quá trình mình chơi và mình nghiệm ra trong vòng 8 năm ấy, thì mình mất hơn năm đầu là mình chơi là mình chưa hiểu về cây nhiều, thì chính là lúc ấy mình chỉ mua theo số lượng chứ chưa có nhiều chất lượng. May mắn được vài cây chất lượng. Sau đó là càng chơi và càng nghiệm ra và mình thực chiến với cây thì mình càng nghiệm ra một điều là chơi cây dễ mà lại khó. Nhưng mà khó là về tâm lý, người mới chơi lúc nào cũng nghĩ mình là cho là cái an toàn. An toàn là mua cây rẻ, mua cây nhiều và để sau này mình làm được để nó sẽ lên được nhiều tiền. Nhưng sau khoa thực tiễn thì nó lại không phải thế. Và nó sẽ chứng minh và thời gian và chứng minh những cái gì mình đang có. Thế thì ngược lại và quý vị đang xem là một những cái cây từ quý và cây hoàn thiện của mình. Thì trước đây thì mình chơi rất là nhiều phôi. Sau khi mà mình nghiệm ra một điều là mình chưa có cái khả năng nhìn nhận cây quý và tác phẩm quý, phôi quý mà làm cây cũng như chăn nuôi cây, thì đó là khi mình thấy là những cái cây mà để nó đi theo đúng cái lối hiện đại cũng như là về chiến lược lâu dài, thì mình sẽ thấy là cây phôi là chỉ dành cho những cái người nào mà thực sự hiểu biết về cây và làm cây được, tư duy được, thì mình hãy chơi cây phôi. Phân khúc đó là cho những người hiểu biết. Còn những người có tiền và những người mà chưa hiểu biết về tư duy làm cũng như là tư duy coi như là kinh doanh thì nên chơi cây bán hoàn thiện. Mình cứ nói phải bán hoàn thiện. Nói đi thì phải nói lại, nói ở một góc độ nào đó thì vì sao mình lại nói thế? Sau khi mình chơi 2 năm
sau đó là mình xét thấy là mình phải chọn cho mình một cái hướng đi rõ ràng về định hướng, thì mình đã ngộ ra được một điều là lúc ấy đã biết cây quý nó như nào và quý thực sự nó như nào và định hướng nó như nào, thì mình đã thay đổi đến 80% trong vườn. Thế thì sau khi mình thay đổi và những còn những cái gì mình cần phải làm về phôi, và mình thay đổi đó là mình đã mua rất nhiều những cái cũng là mua phôi, nhưng mà phôi nó có những cái đường hướng rõ ràng hơn. Và sau đó là cuối cùng là mình đã chơi những cái cây gần hoàn thiện, nó được 80% trở lên. Sau đó là mình đạt được cái dàn cây này là mình thay đổi luôn luôn, tìm hiểu, học hỏi, trao dồi kiến thức, và để làm được và có một dàn cây như này, ngoài cái đam mê tâm huyết ra, nó còn cả một cái quá trình thực tiễn mà đến bây giờ mình cảm thấy là nó có những cái mà được như này, là mình cảm thấy là nó cũng do quá trình thực tiễn nó đưa đến cho mình quyết đoán, và mình cảm nhận nó là đúng theo cá nhân mình. Đấy là kinh nghiệm đấy. Vì sao kinh nghiệm? Đây là một cái cây mà mình mua cũng cách đây độ khoảng 3 năm rồi, mà cũng gần hoàn thiện. Đến bây giờ mà nó mới được coi như là hoàn thiện đến mức độ này cũng là chưa phải là hoàn thiện hẳn hết đâu. Nhưng mà cũng là gọi là tác phẩm bắt đầu được mọi người chú ý đến. Đây là một cái. Thì phải nói là rất nhiều cây trong trở lại 2-3 năm trở về đây là mình mua cây toàn là 70-80% trở lên. Vì sao? Mình cũng có rất nhiều phôi từ cách đây, từ trước và bây giờ, và phôi tiềm năng nhé, không phải là phôi bảo là vớ vẩn đâu. Mà quý vị các bạn đến thăm vườn là biết đấy. Thế nhưng mà mình vẫn là người mà tự tư duy, sáng tạo, tạo tác để làm được những cái tác phẩm ấy. Thế thì đến bây giờ là cuối cùng là mình thấy là vẫn là phải những cái cây gần hoàn thiện, và định hướng của mình là tương lai sau cùng là vẫn là cái đích đến cuối cùng là vẫn là cái cây hoàn thiện, nó mới là nó đạt đủ cái yếu tố để chơi cổ kỳ mỹ và giá trị thử lãm, giá trị về vật chất. Thì lại nói ngược lại đến cái cây dấu ấn thời gian này, sau khi mình chơi khoảng hơn 1 năm sau, mình ngộ ra một điều là mình bỏ ra rất nhiều tiền. Lúc ấy mình bỏ ra cũng hơn 10 tỷ rồi để có một vườn cây được khoảng gần 100 cây này. Thì mình bảo là mọi người chẳng biết đến mình là ai, mà nhất là những người mà lúc ấy là thời điểm 26 mình chơi cây là lúc ấy là thị trường rất trầm rồi. Mà đến khi đầu 27 mình xét thấy là mình phải cần một cái gì đó đột phá và làm thương hiệu. Và chính từ đó mình xác định là phải mua một cây thương hiệu. Lúc đó thì trong đầu mình là có mấy cây, thì trong cây dấu ấn là một cây mà mình đã được nghe nói và ấp ủ, và mình đã quyết định mua một cây thương hiệu. Và đúng là sau khi mình mua cây dấu ấn thì mọi người cũng đã biết rồi đấy. Lúc ấy thị trường thì rất trầm lắng, mà mình mua lúc ấy cây này cũng rất là nhiều tỷ rồi. Thì khi mà mình mua thì cả làng cây cũng dậy sóng. Và sau cuối cùng trong vòng có hơn 7 năm, đến bây giờ hơn 7 năm mình sở hữu được cây dấu ấn này, thì cây dấu ấn này nó mua rất là nhiều tiền so với cái vườn mình, nó mua nhiều tiền nhất, nhưng nó lại cho mình thành công nhất về cả về lĩnh vực thương mại, cả lĩnh vực kinh tế, cả lĩnh vực thương hiệu. Được cả tiếng lẫn cả nếu mà giá trị thương hiệu và giá trị coi như là cả về kinh tế luôn, kinh tế ấy, thì nó siêu lợi nhuận, được toàn diện. Thế mới nói là ngược lại là gì, những người mà chơi mình không phải là cổ súy đâu, nhưng mà theo cá nhân mình đã chứng kiến những người mà chơi thì mới chơi thì nên định hướng cho mình một cái tư duy rõ ràng về cái lối mình đi. Bởi vì thực ra ấy, các bạn phải hiểu này, các bạn mới thì các bạn phải học cái tư duy nhìn nhận cây này, tư duy chăm sóc cây này đã khó rồi, chưa nói đến tư duy kinh doanh. Mà nếu như tư duy kinh doanh mà các bạn không có hai cái yếu tố
đó là làm cây, tư duy làm cây này, yếu tố tư duy chăm sóc cây quý này, thì các bạn đừng nghĩ đến là kinh doanh được cây. À, nguyên hai yếu tố đã sai, về cái thứ ba đó là các bạn là đi sau thì các bạn phải chọn cho mình một cái mục tiêu và cái đi tắt đón đầu nó như thế nào. À. Chứ nếu như các bạn mà đi theo người ta, đây là mình bật mí thôi nhá. Vâng. Bởi vì chính mình đã từng đầu tiên nghĩ thế kia, nhưng sau đó mình phải thay đổi cách kỹ, cách tư duy. Các bạn đi theo người ta, à, những người giả dụ như đã thành công với cây rồi mà mình không có cái riêng cho mình nhá, thì luôn luôn bạn đi theo người ta, chắc chắn bạn chưa chắc đã làm được người ta. Bởi cái tệp khách hàng người ta đã định hình rồi. Và cái thương hiệu người ta cũng đã có rồi, thì các bạn chắc chắn sẽ không bao giờ thành công của người ta. Rồi, mà giỏi lắm. Trong anh cái câu nói là đi sau nhưng phải đón đầu được đấy. Đấy, cái đấy mới là cái quan trọng. Đi sau là phải có định hình và đón đầu được mới là cái, và định hướng. Bởi vì tư duy của cuối cùng nó sẽ về đâu. Thì mình phải định hướng được. Chứ bây giờ giả dụ như tôi nói thật nhá, các bạn đã đi sau, trình độ không có này, tệp khách hàng không có này, thế bây giờ các bạn ấy bảo là muốn đi theo người ta để thành công thì luôn luôn đằng sau mãi, luôn luôn đằng sau mãi. Nếu cái ngon không để lượt đến các bạn đâu. Nói thật luôn, thế nếu phải... trong tư duy các bạn chưa có yếu tố là tư duy làm cây, à, ít nhất mình phải biết có tư duy làm cây, biết cách cây như nào là đúng nối, cây như nào là quý, cây như nào, cách làm như nào là siêu việt, à, thì cách sửa lỗi cây như thế nào. Các bạn không có cách có chăm sóc cây, không có những yếu tố ấy, đừng có nói về kinh doanh với những người đã đi trước. Bởi vì ai kinh doanh ở trong cái những việc cây này, các bạn để ý mà xem, những người thành công về cây đều có cái lối đi riêng mà người ta chọn phân khúc riêng đó. Và cái quan trọng nhất theo em nghĩ đó là cái nguồn nguyên liệu chính lúc ban đầu, đầu vào, đúng không anh? Đầu vào là cái quan trọng nhất, phải tuyển cái nguyên liệu ấy. Thế thì đầu vào là ngoài cái cây quý phôi khác nhé, cái cây quý gần hoàn thiện nó khác nhé. Có những cái cây quý phôi nhưng khi hoàn thiện nó lại thành hỏng. Tức là phải tính được cái độ phát triển sinh trưởng của cây sau này, đúng không? Định hướng của cây và tính được cái mức nuôi sau này nó có lên được tỷ lệ vàng hay không. Hay là nuôi xong nó phá mất tỷ lệ, lại hỏng cây ra, kiểu nuôi trẻ cây ra, béo cây ra thì giá trị cây lại không có. Đấy, cho nên phải tính toán được cái độ phát triển của cây. Và đặc biệt nhất là khi chọn cái nguồn nguyên liệu, phải đồ phải thật là già, trước hết là phải rất già và quý đã. Đấy là cái nguồn nguyên liệu quý. Sau đó là nó phải có cái dáng để làm cây cho thành cây đẹp, đúng không anh? Thì cái đấy này em ghi nhận. Sau khi mình có một dàn cây như này, mình mới cảm nhận rất là nhiều điều. Và mình sẽ thấy là cuối cùng của chơi cây, những người mới mà những người như mình phải cần, mình sẽ nhìn đầu tiên là cây gì cũng phải mua cho mình trước. Nhưng mà định hướng cuối cùng là mình phải đi chặn đầu được. Cuối cùng là các bạn sẽ rất là nhiều thị trường bây giờ là có làm được cây hết đâu, mà toàn đi đến 90% nhá, tôi thề là đi thuê thợ làm. Mà tôi không phải nói xấu thợ đâu nhá, và đây là thực tế, thợ giỏi thì rất là khó, mà thợ không giỏi thì làm sao sửa được lỗi của cây, làm sao ra được cây đẹp là cả một vấn đề. Anh em phải thông cảm là nó đương nhiên là không có xấu thì làm sao có đẹp, nhưng mà để đạt được cái nó mất quá nhiều thời gian rồi. Thời gian nó không chờ đợi, không? Thế thì chính vì thế nên là người thợ giỏi bây giờ thuê đã khó rồi, tiền thì cao. Hai nữa là người ta nhận khoảng 5-10 vườn là người ta làm cả năm không kịp rồi, nhiều việc quá, vắt chân lên cổ để làm rồi, hết người này dục người kia dục rồi. Thế nên là từ cái tư duy ý nhá, cái người thợ người ta cũng không phát huy cho mình được những cái cây làm đẹp nhất với cái người ta làm theo cái khả năng của người ta thôi. Chứ chưa chắc cả một vườn cây khoảng 5-60 cây bình thường đấy. Thì người ta chỉ chú tâm cho mình được có 2-3 cây, 3-4 cây thôi. Đó là những cây xuất sắc và có những cái đường nét đặc biệt. Còn những cái cây, bao nhiêu cây của mình để muốn sửa lỗi cho cây, để muốn tư duy lại định hình cho cây, để muốn làm cho cây, thì đầu tiên là phải nói gì nói, không thể người thợ làm được cho mình đâu. Cho nên phải ngắm ngay, ngắm đêm. Trực tiếp mình phải có định hướng và mình đưa ra cái ý tưởng và đưa ra cái định hướng ý ngoài. Nếu không làm được thì tốt, không làm được thì mình phải có ý thức ý như thế. Chứ đừng có giao phó cho thợ
thực ra chỉ là một vấn đề người ta chỉ làm cho nó hài hòa thôi. Cũng có thể đột phá một hai cây người ta làm đẹp, chứ người ta không có thời gian đâu. Tôi khẳng định những cái người thợ lúc nào dợ giỏi, lúc nào cũng bận, và bây giờ là cực kỳ hiếm. Thì chính vì thế là cái cốt lõi của mình là mình phải tự chủ. Mình muốn sửa lỗi cho cây nhà mình, muốn ấy thì đầu tiên mình phải lạp được kiến thức là hiểu biết về cây như thế nào là quý, quý như thế nào là chuẩn, chuẩn dáng như thế nào là cần phải làm, sửa lỗi như thế nào là hợp lý và nhanh nhất và có thể hiệu quả nhất, và nuôi trồng như thế nào để coi như được những cái quý, giữ được cái độ tuổi, giữ được cái form dáng mà vẫn làm được cây là cái điều tối quan trọng trước khi mình muốn định hình kinh doanh cây. Đó, bước vào nghề cây là phải có cái sự am hiểu, và ngoài cái đó là phải đi các nhà vườn đi học hỏi, đi chia sẻ rất nhiều. Đúng rồi. Còn nếu không nhé, tôi chỉ khuyên các bạn là hãy an toàn, không có nghĩa là mình mua nhiều cây mua rẻ mà là an toàn đâu. Có những người mua hàng mấy chục cây nhưng không lời bằng mua một cây đúng. Đấy, cái vấn đề và mấy chục cây đó là lúc nào cũng trăn trở trong đầu, phải làm như thế nào, phải tạo tác như thế nào để cho ra đẹp. Nguyên cái ý không hiểu đã là nhức đầu rồi. Trong khi mua một cây quý vừa được chơi, vừa được dễ mình chú tâm vào một cây, nó cũng rất là hay. Và chưa biết chừng một cây có thể nó cũng vẫn lời bằng mấy chục cây kìa. Mà mình lại được cả tiếng cả miếng. Đây không có nghĩa là mình nói thế để các bạn cứ bảo là cứ phải mua cây quý. Cây quý nó là quý từ cái phôi. Chứ không phải là cứ cái quý hoàn thiện là cây nổi tiếng. Mình không cổ suý các bạn đến để nói vậy để mua cây của mình hoặc là định hướng dư luận. Nhưng thực tiễn là mình đã chứng minh. Và chứng minh ở đây mình nói bộ ba huyền thoại nhé. Mình đã có hàng trăm cái phôi rồi. Và mình đã thanh lọc rồi trong thời gian ấy. Và đến cách đây khoảng hơn 2 năm đấy, mình mua bộ ba huyền thoại. Nếu như đây là mình nói về bản thân mình, nếu như mình mà nghĩ mà tư duy mà theo kiểu là mua phôi để mà lời nhiều đấy, thì không bao giờ mình đi mua những cái sản phẩm bộ ba huyền thoại này. Một lúc bao nhiêu tiền, nhưng thì mình lại lấy tiền đấy để mình đi mua phôi đầu tư. Nhưng mình không làm thế vì mình hiểu hơn ai hết, và mình tự bỏ tiền của mình mà. Thì mình vẫn phải mua. Mình hiểu hơn ai hết là giá trị của nghệ thuật này, nếu như những cái cây thực sự quý không có điểm so sánh, nó không có cái giá cả nào. Và mua những cái bảo vật này mãi mãi nó trường tồn, và những cái cây này nó đã được định hình, dù cho năm tháng nó có lên có thể xuống, nhưng đến về mình này thì mọi người đã biết bộ ba huyền thoại này là những cái tác phẩm nó như thế nào. Và mình đã phải bỏ tiền này mua cả thương hiệu, mua cả giá trị đích thực của cây, và mua những cái đồ cực kỳ cao quý. Đương nhiên là phải có điều kiện. Nói ở đây thì nhiều khi các bạn có thể lại nói là ông có tiền ông mới mua được thế, chứ chúng tôi này đâu tiền. Thì không phải có nghĩa là cứ phải như thế. Nhưng mà đây là một chứng minh mà người có tiền hoặc người không có tiền cũng đã định hướng rồi. Phôi quý, nhưng phôi quý nó tầm nhỏ hơn, nó ít tiền hơn, nhưng quan trọng là phải quý. Quan trọng là nó phải quý, và quý như nào thì các bạn phải tìm hiểu và tìm tòi. Đấy là chứng minh, là tôi chỉ nói đây là chứng minh là theo kiểu là tôi đã từng trải qua phôi rồi, và tôi đã từng biết mà sao tôi vẫn phải mua những cái tác phẩm nhiều tiền này. Thì không phải có nghĩa là mình là khẳng định rằng là nó đúng 100%, nhưng mà những cái đó mình đến bây giờ mình cảm thấy nó đúng. Bởi vì mình mấy năm nay mình không bao giờ đi mua phôi quá, mà mình chỉ mua những cây để về sửa lỗi cho cây thì nhanh hơn. Đấy gọi là đi sau nhưng đón đầu. Em cảm ơn anh Dượng đã chia sẻ cùng với anh em yêu cây trên cả nước anh nhé. Đấy thì đấy là những cái kinh nghiệm thực tế của anh Dượng qua một cái thời gian chơi cây. Và anh là cái người đi sau, mặc dù là cái người đi sau nhé, chơi cây đến bây giờ mới được độ 7-8 năm thôi. Nhưng nói anh đi sau đón đầu và đã có những cái kết quả minh chứng cho cái cuộc chơi ngày hôm nay. Đó là những cái sản phẩm quý và những cây quý. Và nó luôn luôn trường tồn đến từ cái lúc thăng trầm của lịch sử cây lên hay cây xuống, mà luôn luôn giữ được cái sự bền vững trong cây. Đó thì quý vị cũng hết sức mới đây, sẽ tới đây, sẽ đầu tư thì sẽ tìm những cái nguyên liệu như thế nào đấy, để làm sao mà đạt được những cái tác phẩm quý sau này.
hoặc là trường tồn bền vững, thì đây là cái kinh nghiệm mà anh Dưỡng cũng qua thực tế, qua những cái thăng tầm của cái lịch sử của cuộc chơi cây này, nó đã có lúc lên lúc xuống mà đến bây giờ nó vẫn tồn tại và nó vẫn phát huy được cái thế mạnh nó. Thì cũng là cảm ơn anh Dưỡng đã chia sẻ cho quý vị. Và của Bonsai Lĩnh Vực cũng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở cuốn video tiếp theo.